Nhân dịp mình mới vừa về cái ngọn để dành thay thế cho những cây cần Phan Chi Ông. Đó là giá thị trường nó là 300, nhưng mà mình đã discount xuống là 20%, nó còn 240. Nhưng mình lục ra ở trong cái kho của mình nó còn dư những cái gốc bỏ thì ổn, cho nên mình kết hợp cái ngọn này vào trong cái gốc này, và đặc biệt là tương thích hoàn toàn anh em. Cho nên mình để cái giá rẻ để dành cho những anh em học sinh nào chơi được, thì toàn bộ đây nó chỉ có giá từ 350 cho tới 500 ngàn thôi. Ví dụ đây, đây là cái cây tô man ngày xưa nè, đây là tô man đời xưa nè, cực kỳ châu bò nè, đây là tô man nè, đây cái bộ này ngang 350, dọc cũng 350 luôn. Riêng cây hô gai toàn bộ là cắn mới nha, đó thì hô gai là 400, rồi ngoài thị trường là đang là 700. Đó, một cặp như là đây nè, cây cần 400, đây cũng là hô gai 400, và đây chính là cây giác quan, được chưa? Giác quan đang bán trên thị trường là 800 ngàn, thì cái này cũng 400 ngàn. Riêng cây Phan Chi Ông này, đây Phan Chi Ông nha, còn mới còn tay mặt luôn. Rồi bộ này thì 450 đó, và đặc biệt đó là cái cây lua ngang size MH. Thì cái cây này anh em về phải mài cái gốc này chút xíu mới nút vô đây được ha, phải bỏ công chút xíu bỏ vô đây được. Thì cái này mình tính cho anh em là 500 ngàn thôi, còn nếu như anh em muốn chơi mới thì 950, đây 500 ha.